Măng rồi. Kéo đi, đừng cho nó vào gầm tàu. Nó trùng đi. Bơ kìa. Thế đôi tay. Nó còn đấy, nôi như ấy là đừng để nó vào tàu, nó rít vào giữ căng vào. Đừng ra đây nhá, cướp rối nhá. Đến chưa? Con gì? Măng đúng không? Con thả chung cái dây đấy, thả chung cái dây. Ôi nhanh đi, bỏ giấy. Giấy kệ nó ơi. Bỏ giấy à? Sắt. Ui, bỏ sừng. Dưới sừng bò nhá. Bò sừng. Sâu hạ nó nào. Bỏ sừng kim đâu. Con này phá kỷ lục thế giới. Tưởng con trắng con ba ấy là Được luôn. Sao đây này? Chị giao luôn. Hả? Thì bây giờ hai bây giờ sao vậy? Con này hơn 2 cân. Hơn 2 cân rồi. Đứng luôn. Đúng không? Thôi, kia chóc. Kém. Tội nhỉ. Hả? Ui, chậm. Mình ngồi đây còn đang còn nóng gian. Này phải cho tí dầu nó xèo xèo, khói thơm. Nóng cái này đến 10 giờ, 10 là kém rồi. Tiếng nữa tí thì nướng cả điện thoại cho cả rau thơm tiếp vào rồi. Có cái đầu nó không chín được rồi. Chín mà cứ cho nồi giữa ấm dâm cái xong cao cao một tí con cao thì cái nhiệt này mà cháy hết thịt thì già nó đẩy tay ăn da đâu mà nhìn đi nó đã vàng đấy thôi rồi. Cháy làm sao được nhiệt cái này mà còn bắt lưng lên chứ sờ đi nhiệt mạnh. Ba cân, con này chỉ gần 3 cân thôi. Nè, như đang sôi, con này thịt mình đang sôi. À. Đây anh bật em cái điện nha. Để em nhẽ cái đầu đó. Đây thịt. Đấy, thịt nó thế kia mà, thịt nó ướt nó ngon như là. Thịt trắng này mà. Rắn mà, thịt trắng này rắn. Thịt nó phải dai, rắn thì rắn nhưng mà thịt nó phải dai. Đây anh thử như thế này. Thế chưa? Xoay cực đây cái gì đây? Xuống cái con cá vằn vằn. Lòng lòng mà. Quân. Ui cái này đổ cho lợn. Chắc thịt phết đấy. Bậy chuột. Ui nhiều đầu lắm, bậy chuột. Bậy chuột đấy. Ừ. Chuột đâu đen. Đâu đen chưa có mà. Đâu đen đấy con ngu đi, chuột gì? Tưởng đâu đi vứt đi. Mẹ đầu còn ngon thơm nhỉ. Ăn nhìn đầu không biết dừng tuổi này rồi chứ ai nghĩ là mình ăn được cái đồ ngon cá ngon này. Quay đây cả ba bắt thì con nó rủ thầy cuốn cái này cuốn. Cái quần dài thịt đấy. Dài gì? Dài gì? Vừa bóng rồi. Ơ đừng nướng hải quân làm gì? Nướng rồi, mất công làm rồi. Trắng này rồi. Trắng là một chuyện còn mình chả mấy. Dai là một chuyện. Ngon. Ngậy nhỉ. Ừ. Đéo thịt. Cái này chỉ nướng thôi, rán xúc cà chua không ra gì cả. Cái đầu này dài. Con nào bốc em ơi. Còn lấy con thì giá kìa ăn nó phải như thịt gà đấy thấy luôn như thịt gà bây giờ có... gì lắm thịt ấy ui tối mù thế ăn được không nhỉ như gà nữa thấy rồi
Hết chưa? Thấy rồi, còn cái đầu. Ô ra hải quân nuôi cho lợn. Ui, hải quân bốc rồi. Có thế ai ăn thì ăn. Nó lát rồi. Lát. Lát rồi. Ê, bốc được luôn chút nào. Bảy cá, bảy cá. À, bảy chuột. À, đấy. Ừ. Bà. Ăn là gì vậy? Hết chưa? Hết. Còn đâu đây? Còn ở bên dưới kia anh. Rồi, trước rồi. Như này. Anh em. Nhận trước em, nhận trước. Hải quân. Anh em. Đây, đây. Đấy, bắt mấy cái đầu hải quân rồi bẫy chuột. Cho Tuấn lên. Đấy chứ ăn. Ủa ngon đấy, nóng rồi. Nóng rồi. Con cá này nó béo nhỉ, toàn nhiều mỡ. Thôi nhá, còn cái này anh em dọn về cho vào thùng cá lợn nhé. Ừ, xuống đi. Kìa, xoay mồm. Ngon thôi rồi nhỉ. Ngon thôi rồi nhỉ. Như cấu ạ, ta mau TV luôn. Ô, là có tiền mà không chia tiếp thì ổn. Đầu giòn nhiều sụn lắm. Đúng không? Bắt được con tuột đứng này gì? Béo. Chả này ngon thật. Ngon mà, thì ngày xưa nướng anh ăn ngon vẫn nhớ. Béo. Nhưng. Ngon xong còn đang nướng đây được. Nè, thế là con đang nướng đây này. Bú gì? Chứ sao nữa. Đấy, mình thấy mẹ xếp tan ấy không? Bây giờ đồ này ăn hết mắt mình đó. Thế là toàn da với xác với xương rồi. Kết thúc video ở đây nhá. Yeah. Chúng mới năm